chào các bạn đã quay trở lại với vlog của Jenny Nguyễn. Đó là 5 tuần rồi mùa dịch để mình update tình hình cho các bạn. Hôm nay là 5 tuần kể từ khi mình ở trong nhà không bước ra đường. Thì bây giờ Texas đã có lệnh là reopen lại. Nhưng mà reopen một chút xíu thôi. Là giống như là vẫn phải đi ra, cũng mua đồ ăn đem về. Và cũng phải là mua to go chứ không được ngồi đó. Mà hôm nay á, thì mình vừa mới làm việc xong, trời đang còn nắng, mọi người rất là muốn ra đường coi như thế nào. Nhưng mà bây giờ mình ra đường mình vẫn phải cẩn thận. Đó là mình sẽ dẫn các bạn đi chợ. Mà đi chợ là đi chợ Exuma. Thì khi đi á, thì mình sẽ làm gì, chuẩn bị gì trước khi ra khỏi nhà. Mà khi mua về xong rồi thì mình sẽ làm cái gì, mình sẽ vlog là hết cho các bạn coi nhé. Đây các bạn à. Đây, khi mình chuẩn bị ra đường đó là phải đeo khít cái lỗ mũi này nè. Mình có cái kim loại này, mình bóp nó khít vô. Thì khi mà mình thấy cảm giác mình khít nó chặt rồi thì khi mà mình đeo á là cái hơi của nó không có lên trên mặt kính, nó không bị mờ cái mặt kính. À, lâu nay mình đeo nó mà bị mờ á, có nghĩa là mình đã đeo sai rồi. Bây giờ mình phải đeo như vậy. Xong rồi mình cũng đã đeo luôn cả bao tay để ready ra ngoài. Lần đầu tiên sau 5 tuần mình được đi ra ngoài, được nhổ trại đó các bạn. Nhưng mà mình vẫn không quên đề phòng, đó là phải bảo vệ an toàn với cái xã Sofit. Đây cho các bạn xem đường xá sau khi được reopen bạn, rất là cũng còn vắng, cũng vắng. Nhưng mà mình cũng thấy đông rồi đó. Nói chung là mọi người tự do đi lại nhiều rồi đó. Đây các bạn thấy nè. Cái đường này vẫn chạy nhanh, con thấy nó nhanh. Đó, xe vẫn chạy. Các bạn, bây giờ mình đã tới chợ Exuma rồi. Nhưng mình phải đi nhanh. Xong rồi về. Để coi có ai đeo khẩu trang không nha. Thấy là cũng có nhiều người đeo lắm đó. Trước khi ấy là mình phải lấy giấy nha các bạn. Clean. Ok, let's go. Đi chợ mùa dịch. Stay safe. Nè, có cũng có bảng nè. Fix luôn nha. Đấy. Mỹ bây giờ cũng đã ấy rồi. Cũng đã đeo mặt nạ rồi các bạn. Giờ mình mua gì đây? Mua xả đâu? Có mua bơ à? Thôi phải thì Thôi chuối mới mua hai nãy thôi. Đấy, mọi người ai cũng đeo bao tay nhỉ? Khẩu trang. Thôi. Má mới mua rồi. Mình đi lấy xả này. Có Instacart hả hai? Ở đây cũng có Instacart kìa. We tried everything, we got an Instacart credit to mình. But unfortunately, we don't have. Mua một nhiêu rồi? Ơ bự quá. Nhiêu đây đủ. Chuyện đi đi. Ờ. Mua lâu răm làm cái gì? Rau được còn đầy đủ nha. Đây là hàng rau vẫn còn như các bạn. Vẫn còn rất là đầy luôn. Đây các bạn, thèm quá rồi, lâu nay không được ăn hải sản. Giờ mình sẽ mua hai bịch này. Giờ mình đi qua hàng hải sản nha các bạn. Hải sản vẫn còn nha. Thịt cá rồi vẫn đầy đủ nha. Cảm nha, mình vừa đi mình vừa cầm một tay à. Đây các bạn, đây là chợ đấy.
À, chợ cũng không có đông lắm nhưng mà cũng có người, nhưng mà ai cũng phải đi lấy snack. Tải qua snack đi, tôi đi lấy kem. Ok. Bây giờ mình sẽ đi lấy kem. Này, thịt đồ ăn đồ vẫn còn đầy đủ nha, không có thiếu nha. Nhưng mà ai ra ngoài đường cũng phải là đeo khẩu trang. Đây là cái của mình đây. Ai ra ngoài đường cũng phải đeo khẩu trang hết. Bây giờ Mỹ đã biết sợ rồi. Mình đi thôi. Tẩy một tay rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải stay at least surface away. Mua xin á. Ủa nó mà mua sữa chuối. Nhà sữa chuối. Ủa sạch té. Su không? À, mình sẽ lấy Chinsu. Có. Các bạn mình đi kiếm sạch tế nhưng lại không thấy đâu hết. Nghe các bạn, bây giờ chỗ tính tiền đã có cái miếng nhựa này nè, rồi loại này ra. Để cho mình tính tiền, mình không có đụng chạm gì tới nhân viên hết. Và khi mà mình tính tiền thì sẽ có một cái line. Và có nhân viên bảo hộ đó, mặc đồ thấy không, chỉ cho mình cái line nào trống thì nữa. Chứ họ không có cho mình đứng sát nhau nữa. Họ bảo vệ cho mình. Ai cũng như vậy. Tất cả mọi thứ đều đóng hết. Đấy, các thấy mà. Nhân viên đi làm. Có bò cá viên. Đó, mọi người thấy không? Người một dàn taxi là có cái tấm kính, mọi khi là không có. Nhưng mà vì dịch bệnh bây giờ là phải có như vậy. Nhưng mà nhân viên là phải đeo bao tay và đeo khẩu trang. Khách hàng cũng phải dạy để đảm bảo. Mình đã mua đồ như đây rồi đây. Các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Đây là sau khi mình đã mua đồ về. Đây là công đoạn sau khi đi chợ. Là mình sẽ dùng wipe, mình wipe hết lại. Xong rồi mình mới bắt đầu cắt vô trong tủ đồ khô. Này là đồ. Và tổng thiệt hại hôm nay của tụi mình là $200. Và bây giờ mình phải xắn tay vô dọn thôi. À quên chưa nói với các bạn, đó là một điều đặc biệt nữa là khi mình đi chợ về thì mình đã có một bình băm. Bình băm để tên là Jenny Nguyễn nha. Mình cũng rất là bất ngờ, không biết trong mùa dịch này ai lại tặng băm cho mình. Đây bình băm đây, để ngay trước nhà luôn. Thì khi mà mở cái thiệp ra thì mới thấy là của boss mình tặng ha. Là ở trên công ty á, là năm ngoái là mình được một cái giỏ trái cây năm, nhưng mà để trên bàn làm việc. Nhưng mà năm nay á, thì dịch bệnh cho nên họ gửi tới tặng nhà luôn. Thấy chu đáo chưa? Mà mình cứ tưởng là chắc hôm nay chắc dẹp luôn cái vụ đó rồi, tại vì không có, tại vì mình đâu có đi làm đâu. Mà ai ngờ đâu là mình về mình lại có được một cái bông hoa này. Xinh chưa? Không nghĩ luôn á, đi chợ về lại thấy ủa sao bông lại nằm trước nhà. Đấy. Ok, video đi chợ tới đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho kênh này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Stay safe, love you guys.